Rồi tiếp theo là một cây hồng ngọc mai cũng quái nữa luôn, cũng nằm trong cái chậu của Nhật luôn, cái chung cũng trà chứ. Đó. Cái cây này là siêu quái không à, về thời gian đó, nó hồi phục rồi bắt đầu nó ra bông ra trái tiếp tục. Đây rồi 200 nha anh em. Rồi xin kết thúc. Cái này là siêu mini không à, siêu quái luôn. Rồi.